như núi cao và nghĩa mẹ như suối rộng, như suối trong nguồn chảy ra. Đấy là nói là công lao to lớn trời biển của cha của mẹ đối với chúng ta. Ở đây là nói về mẹ thì là chúng ta là kêu mang 9 tháng 10 ngày 3 năm bú mớm và suốt cuộc đời biết hy sinh cho con, và khi con đang ăn, khi ngủ cũng như là hễ con có khóc thì mẹ cũng con giận hờn thì là mẹ cũng lúc nào cũng lo lắng đến con. Đây là chúng ta mà có mặt ở đây thì cũng đều là có công lao của cha của mẹ cả. Cha thì là vất vả tần tảo sớm hôm, thế còn mẹ thì là tần tảo làm ăn buôn bán để coi là nuôi cho con ăn học. Mà đặc biệt là mẹ này có một thiên chức là mẹ này mang nặng đẻ đau, mang thai của chúng ta 9 tháng 10 ngày. Thế rồi là lại khi đến kỳ sinh hoa nở nhụy, sinh đẻ ra chúng ta, thế xong lại còn nuôi ăn bú mớm, 3 năm bú mớm rất là vất vả thì mới được nên tấm nên hình của ngày hôm nay của chúng ta. Thế ở đây cũng rất nhiều bà mẹ, rất nhiều các bà, các cô đã sinh thành, rồi đã có con, rồi đã có người nên cháu, nên bà nội, bà ngoại rồi. Thì chúng ta cũng biết cái công đức sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ nó biết nhường nào. Ngày xưa thì là cuộc sống còn vất vả, khó khăn, hay còn chiến tranh. Thế rồi là nuôi nấng là chúng ta nên vóc, nên hình rất là khó khăn. Thế bây giờ thì là cuộc sống nó hiện đại thì là vật chất nó cũng dư dật hơn. Nhưng mà chúng ta thấy một cặp vợ chồng mà có hai người con mà nuôi cũng đã rất là vất vả rồi. Thế ngày xưa các cụ thì nuôi hàng 6-7 người con, thế rồi nào thì chiến tranh, nào thì dịch dã, nào thì là thiên tai địch họa. Thế mà cũng đã nuôi chúng ta lên người. Đấy thì công lao của cha của mẹ thì rất là nhìn lớn như vậy. Cho nên là có câu là nên non mới biết non cao, mà nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Đấy, chúng ta mà nên non thì mới thấy là nó đi lại là nó nhọc mệt, rồi là lên thì mới nhìn thấy là núi nó cao. Thế còn chúng ta mà nuôi con thì mới thấy là nó vất vả, công lao của mẫu tử thế nào. Thế như là trước mà chúng ta mà thanh niên, còn thanh niên chưa có con, có cái thì là đối với lại cha, đối với mẹ thì nhiều người cứ hay chảnh mảng, thế rồi là không giữ chữ hiếu, thế rồi cứ làm hai mẹ mất lòng. Thế mẹ mới bảo là nay mai các con hoặc là các bạn là sẽ có con thì mới biết là cái công lao của cha của mẹ nó vất vả như thế nào. Thế bây giờ mà con nói cũng không kể tận được. Thế cho nên là nó có câu là nên non mới biết non cao, mà nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Đấy. Còn cha còn mẹ thì phải làm lụng vất vả để nuôi con, mà nếu gặp được cảnh nghèo khó, cha mẹ phải làm thuê cuốc mướn nhưng vẫn tảo tần để mà đổi lấy bát cơm manh áo để nuôi chúng ta nên vóc nên hình. Thế ngày đêm thì lo lắng rồi là dạy dỗ đào tạo cho chúng ta nên người và khôn ngoan và để không có thua chúng thua bạn. Đấy, công ơn của cha của mẹ rất nhiều. Thế thì chúng ta là phải biết là công ơn của cha của mẹ. Thế vậy thì làm con thì phải báo hiếu công ơn của cha mẹ như thế nào? Bất luận là đạo đức của Đông Tây Kim Cổ hay là hạnh hiếu là hạnh làm đầu, một người con mà đã hiếu với cha mẹ thì là phải, một người con mà bất hiếu với cha mẹ thì không cái việc gì mà không làm. Một kẻ vong ơn bội nghĩa như thế thì không biết đâu là nhân nghĩa bác ái. Bởi vậy nên chúng ta có người xưa có câu là thiên kinh vạn quyển lấy tâm hiếu làm đầu. Đấy, Đức Phật cũng có dạy là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật thì là tâm hiếu là tâm Phật, mà hạnh hiếu là hạnh Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cũng từ nhiều đời nhiều kiếp là Ngài cũng đã dùng ngay cái tấm thân của Ngài để trả hiếu nghĩa cho cha mẹ rất nhiều. Đấy, như là trong các kinh các Phật tử đã đọc là như là có kinh thì là Đức Phật
là hóa ra Đức Phật là cúng tế thịt để cho những con hổ đói ăn. Thế rồi là cũng có kinh là Đức Phật là một vai gánh cha, một vai gánh mẹ đi khắp thế gian đấy, mòn hết cả vai. Đấy như trong cái bức ảnh của kinh Vu Lan cũng đã in cái hình ảnh này. Thấy Đức Phật đã trả công hiếu của cha của mẹ rất nhiều đời. Đặc biệt thì ở trong Phật giáo là có Ngài Mục Kiền Liên, Ngài là có cái tích Vu Lan Bồn. Tích Vu Lan Bồn là xuất phát là đạo hiếu, là đạo đệ nhất. Thì Vu Lan Bồn, phiên âm của tiếng Phạn ấy, thì là Trung Hoa dịch là giải đảo huyền, nghĩa là đem làm cởi trói cho người bị treo ngược. Thế như là người treo ngược ở trên xà nhà này thì là để cởi trói để cho người ta được bình thường trở lại, được tự tại. Nghĩa bóng của nó là cứu vớt những người đau khổ đang bị những hình phạt treo ngược. Đấy, ví dụ như là ai mà đang bị bắt trói mà treo ngược trên xà nhà này thì là trong một phần sống là muôn ngàn cái chết. Thế nhưng mà có người đến người ta cứu, người ta mở, người ta đặt xuống, tháo trói, người ta cởi xuống. Đấy, cái người đấy lại được ngồi nghỉ ngơi, thế rồi ăn uống khỏe mạnh. Thì đấy là trong cái phần sống này có trăm nghìn cái chết, này có cái phần sống mà lại được sống lại. Thì đấy là gọi cứu khổ cửu huyền. Ở đây là nói về cái tích là của Ngài Mục Kiền Liên. Mà Ngài Mục Kiền Liên thì là vốn ngày xưa là ở nhà, ở cái thời Đức Phật ấy, ở Ấn Độ đấy, là thời Phật tại thế là có hai ông bà trưởng giả, là ông bà Thanh Đề và là con của bà Thanh Đề mới lại có Ngài Mục Kiền Liên, hay là gọi là Na Bốc, là con của ông trưởng giả và bà Thanh Đề. Thì bà Thanh Đề vốn là cái người mà coi là đàn bà nhưng mà lại không có biết về lễ nghi phép tắc, thế rồi là cũng không có giữ gìn đạo đức uy nghi, thế cho nên là tính nết thì là cứ ngang ngược. Nhưng còn trái lại Ngài Mục Kiền Liên thì là cái người mà rất là có hiếu lễ, thế rồi là biết tôn sư trọng đạo. Thế thì một thời gian là ông Phú Hộ, tức là chồng của bà Thanh Đề, là mất, thì là cũng là một thương gia. Thế là đi buôn thì là rất là giàu có, thế của cải để lại rất nhiều, để lại cho bà Thanh Đề và Ngài Na Bốc để sử dụng. Thế thì là bà Mục Kiền Liên, Ngài Na Bốc ấy, thì là cũng xin với mẹ là tiếp tục để đi buôn, để coi là làm gánh vác cái sự nghiệp của Ngài, của cha. Thế thì xin với mẹ là chia cái tài sản ấy, chia làm ba phần. Một phần để cho mẹ, mẹ coi là dưỡng não, một phần thì mang để đi làm vốn làm ăn, thế còn một phần thì là nhờ mẹ ở nhà để lên cúng dường tam bảo, thế rồi là giúp đỡ những người nghèo. Thế bà mẹ thì là cũng chấp nhận như vậy. Thế thì sau khi mà Ngài Na Bốc đã mang một cái phần tài sản để đi buôn, thế bà Thanh Đề ở nhà thì lại không làm theo cái ngài của Mục Na Bốc dặn. Thế thì cái phần ăn uống của bà thì đã đành rồi, lại còn ăn thêm vào cái phần mà cúng dường tam bảo mới để giúp đỡ mọi người. Thế rồi là có những người đói khát đến xin thì bà không cho, thế là còn cay nghiệt, thế này còn đánh đuổi, thế rồi là còn sai gia nhân đánh đuổi, thế rồi là mắng nhiếc xúc phạm. Thế thì là những cái người đói khát đau khổ rồi nó oán thán rất nhiều. Thế thì Ngài Na Bốc mới đi buôn một thời gian về thì là cũng đã thành công, thế rồi là cử người coi là đi về trước, cử người đi về trước để xem là mẹ ở nhà mình là có làm theo cái lời dạy không. Thế thì bà Thanh Đề mới biết là con mình sắp về, thông báo là con người sắp về. Thế là cũng vội vàng là cũng bày ra những cái pháp hội như hôm nay đây, chúng ta cũng bày ra cái pháp hội này. Đấy, cũng treo phản giao phướn này, thế rồi bàn ghế này, thế rồi là bát đĩa để cúng dường, ví dụ như là cúng dường chay tăng đấy. Thế xong mới bảo là đây là mẹ vừa mới đi. Thế là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Na Bốc về là rất là phấn khởi, mới hỏi bảo là tại sao mà
mẹ lại làm được những điều đấy, một là đây là những cái điều mà con dặn mẹ vẫn làm đúng như thế, cái phần cúng dường Tam Bảo, rồi là cúng dường chư tăng thọ thực tại chỗ, thế rồi là giúp đỡ người nghèo, mẹ làm đầy đủ. Đấy, con không trông hôm nay là pháp hội vẫn còn đang nguyên ở đây, chưa dọn. Đấy, thế ngài Na Bốc mới tưởng thật, thế là rất là phấn khởi. Thế lễ tạ Phật, lễ tạ Tam Bảo và lễ tạ mẹ. Thế thì bà Thanh Đề thì vốn là cái người mà đã gian ác, gian xảo như thế thì là không làm những điều thiện. Thế thì chết, một thời gian chết là bị đọa thành ngã quỷ, quỷ đói, rất là đói, đau đớn, ở đau đớn. Thế thì có ngài Na Bốc thì là sau đó thì là cũng biết mẹ mình là không tin Tam Bảo, thế rồi làm những nhiều việc bất thiện, thế thì sẽ đọa vào những nơi cõi xấu. Thế thì mới đến với bạch Đức Phật, thế là xin xuất gia để coi là tu hành để hồi hướng cho mẹ. Thế thì một thời gian là ngài Mục Kiền Liên là được đặt pháp danh là Mục Kiền Liên, thì là tu hành rất là tinh tiến mà được một trong 10 đệ tử xuất sắc của Đức Phật, gọi là thần thông đệ nhất. Thế thì ngài Mục Kiền Liên là sau khi đã tu hành đắc đạo ngồi thiền thì dạo khắp cung trời cũng không thấy mẹ ở đâu, rồi khắp nhân gian cũng không thấy. Thế thì xuống cõi địa ngục thì là thấy mẹ đang ở dưới bị ở dưới ngã quỷ, đọa vào ngã quỷ ở dưới địa ngục. Thế thì là mới đến bên mẹ thì là rất là đau đớn, thì mẹ bảo là, và Thanh Đề nhận ra con, bảo là mẹ thì rất là đói khát, bây giờ con về xin cho mẹ bát cơm để mẹ ăn, chứ không có mấy năm nay là không được ăn cơm. Thế thì ngài Mục Kiền Liên về dương gian xin bát cơm xuống để cho bà Thanh Đề ăn. Thế thì cơm vừa mang xuống đến nơi thì là bà Thanh Đề là cái tiền căn của bà chưa hết, tức là tham sân si chưa hết, thế là cái bát cơm ấy vừa đưa lên tay là biến thành nửa dữ, thế là bà Thanh Đề lại không ăn được, đã đói khát lại thấy cơm lại không ăn được lại thành nửa dữ, thế cho nên là bà lại càng ảo não, càng khóc than nhiều. Thế ngài Mục Kiền Liên thì cũng xót thương mẹ, không biết làm cách nào. Thế về bạch Đức Phật thì Đức Phật nói bảo là mẹ ông thì vốn dĩ ngày xưa thì không tin Tam Bảo, rồi làm nhiều việc ác rồi, chết phải đọa địa ngục, dạ vào ngã quỷ rồi. Thì bây giờ mà một thần lực của mình ông thì cũng không có thể là cứu vớt được, dẫu là ông tu đã đắc đạo rồi, thì bây giờ ông phải nhờ thần lực của 10 phương tăng thì mới có thể cứu được mẹ ông. Thì mẹ ông là nhân cái ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng 3 tháng an cư tự tứ đã xong, thì là ông là sẽ sắm sửa pháp hội Vu Lan để cúng dường chư tăng, Đức Phật và chư tăng cái ngày đấy. Tức là ở trong kinh nói là thức ăn 100 món, trái cây đủ màu, tức là rất nhiều món ăn và trái cây rất nhiều màu sắc đẹp để sắm sửa cúng dường. Thế thì ngài Mục Kiền Liên là cũng ở gia đình còn một chút tài sản cũng mang về để mang bán hết để sắm cái pháp hội để cúng dường trai tăng nhân cái ngày rằm tháng 7 chư tăng tự tứ, tức là 3 tháng an cư kết hạ đã xong. Thì hôm đấy thì là ngài Mục Liên cúng dường thì thỉnh Phật và hàng nghìn vị chư tăng để coi là thọ thực cúng dường. Thì trước khi mà chư tăng mà dùng cái thụ thực đấy thì là chư tăng cũng chú nguyện để cho bà Thanh Đề cũng thoát được cái cõi xấu là cõi ngã quỷ, thế rồi là cũng được siêu sinh về tịnh độ. Thế thì quả nhiên là trong cái pháp hội trai tăng ngày rằm tháng 7 đấy thì là nhờ có thần lực của Phật và của 10 phương chư tăng hội ngộ về dùng cái bữa cơm cúng dường đấy thì là chú nguyện, thế cho nên là bà Thanh Đề đã được thoát khỏi cái nạn ngã quỷ mà coi là được sinh lên trên cõi trời, cõi thiên, tức là thành một người con gái ở cõi tiên rất là đẹp. Thì buổi tối hôm đấy thì hiện về báo mộng cho ngài Mục Kiền Liên, thế rồi là cũng tạ ơn Phật, nhờ tạ ngài Mục Kiền Liên tạ ơn Phật và tạ ơn chư tăng là mẹ đã thoát thân ngã quỷ. Thế rồi là đã sinh về nơi cảnh giới an lành rồi. Thế thì là ngài Mục Kiền Liên mới bạch Đức Phật, thì Đức Phật bảo là đấy là nhờ công đức của 10 phương chư tăng, cũng như là một hòn đá nặng mà một người thì không thể bê được, nhưng mà nhiều người thì có thể nó bê được cái hòn đá đấy
để khiêng được hòn đá lên lên. Thế thì là cái mẹ ông là tội nặng như vậy, nhưng mà cũng nhờ công đức của chư tăng, thế rồi là nhiều người chú nguyện lại để hồi hướng thì là bà mới được siêu sinh tịnh độ. Thế thì không phải riêng là cái ngày bà Mục Thanh Đề cái hôm đấy siêu sinh, mà tất cả những cái người mà được ở trong cái ngục mà giam giữ cái ngày hôm đấy thì cũng được siêu sinh về nơi tịnh cảnh. Thế cho nên là Đức Phật nói là hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 7 thì là có mục lễ Vu Lan Bồn, Vu Lan Báo Hiếu, thì là mọi người chư tăng cùng các Phật tử hãy dùng cái pháp hội Vu Lan Bồn này để mà sắm sửa cơm canh cúng dường, thế rồi là cầu nguyện cho thất tổ Kiều Huyền được siêu sinh tịnh độ, cầu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp hay là bảy đời bảy kiếp siêu sinh tịnh độ, còn cha mẹ hiện tại thì được bình an và mọi người ở trong gia đình cũng được bình an. Thế thì đấy là Phật nói cái kinh Vu Lan Bồn là như vậy. Và chúng ta đọc kinh Vu Lan hàng ngày chúng ta đã thấy đấy là công lao của cha của mẹ, thế rồi là thập ân 9 tháng 10 ngày đấy là rất là nặng nhọc ở trong công đức ở trong cái kinh Vu Lan Bồn. Thế cho nên là Đức Phật nói là hàng năm cứ vào cái ngày rằm tháng 7 là chúng ta là có tổ chức cái pháp hội Vu Lan để là báo hiếu cho tổ tiên ông bà cha mẹ được siêu sinh tịnh độ. Thế thì chúng ta là ngày nay cũng nối tiếp Đức Phật và nối tiếp các đệ tử của Đức Phật, đến nay đã trải qua hơn 2.000 năm. Thế cái pháp hội Vu Lan Bồn vẫn được tiếp diễn, vẫn được thường xuyên để tổ chức. Đấy, như là gia đình ở bên Hưng Yên cũng nhớ đến công ơn thâm dày của tổ tiên, rồi là của nhiều đời, nhiều kiếp để mà làm cái pháp hội Vu Lan, thế rồi là thượng cúng dường hạ bố thí, sau đó là giải oan cắt kết, thế rồi là cúng mông sơn thí thực, lấy công đức này hồi hướng cho các vị tổ, thất tổ Kiều Huyền được siêu sinh tịnh độ, thế cha mẹ rồi là mọi người hiện tiền cũng được cát bảo bình an. Thì đấy cũng là làm theo cái nghi thức của Đức Phật dạy, đấy là cái Vu Lan Bồn. Thế thì nói đến là chư tăng là theo lời Phật dạy đấy, thì là chư tăng hàng Phật tử chúng ta là hàng năm là phải có cái pháp hội Vu Lan Bồn này, mỗi năm là đều tổ chức, chứ không phải là năm ngoái cúng rồi thì năm nay thì thôi, hoặc là cũng có nhà thì năm ngoái cúng, năm nay cũng không cúng. Thì cũng như là cái người âm hoặc ở cõi âm, cũng như là chúng ta là có những cái người ở trong giam giữ, ở trong trại giam. Thế xong là cứ đến những cái ngày Tết, rồi là ngày mùng 2 tháng 9 là được mong ngóng là được trở về nhà. Đấy, như ví dụ nhà nước ân xá này, hoặc được trở về nhà này, thăm gia đình này. Thế nhưng mà mọi người thì làm rất là đông đủ, nhưng mà nhà mình lại không thấy giấy sớ để viết tên để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà. Thế rồi là không thấy sắm sửa các thứ để cúng dường tam bảo, để lấy công đức để siêu sinh tịnh độ. Thế là cha mẹ ông bà rất là mong. Đấy, cho nên là chúng ta là có cái pháp hội Vu Lan này, năm nào ta cũng làm, và tháng năm nào cũng làm, chứ không phải là chỉ là một năm mới làm, hoặc là năm nào năm làm năm không. Thế còn những ngày thường thì chúng ta là cũng là vẫn là báo hiếu cho cha mẹ. Ví dụ như là đối với ông bà cha mẹ đã qua cố thì là chúng ta là xây mộ, xây mồ, xây mả này, thế rồi là ngày rỗ, ngày chạp cúng tế này, sắm sửa cơm canh cúng dường. Thế còn đối với ông bà cha mẹ hiện tại đấy là chúng ta là người thân hiện tại đấy, là chúng ta hàng ngày chăm sóc tứ sự cúng dường này. Ví dụ tứ sự là bốn thứ này, đồ ăn thức uống này, thế rồi là quần áo này, rồi y phục này, rồi thuốc men này, rồi là giường nằm này. Còn đặc biệt là phải coi là làm cho cha mẹ ông bà mà sống được vui vẻ, phấn khởi mà lại hướng tâm về Phật pháp, thì đấy là các Phật tử là chúng ta là nên cố gắng là chúng ta làm được như thế để chúng ta báo hiếu cho ông bà cha mẹ chúng ta hiện tại cũng được bình an. Thế còn ví dụ mà
ông bà, cha mẹ chúng ta mà đã quá vãng rồi thì chúng ta vẫn làm cách nào báo hiếu? Thứ nhất là ngoài cái việc thờ cúng ra thì thứ hai nữa chúng ta là đối với lại bản thân của chúng ta là phải coi là có cái sự tu dưỡng đạo đức, ăn hiền ở lành và làm nhiều việc thiện và học theo lời Phật dạy, ăn chay giữ giới rồi là giữ được tam quy ngũ giới để trở một thành một Phật tử thuần thành. Thì đấy là chúng ta cũng là đang báo hiếu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cũng như là một người, ví dụ như là ông bà mà, bố mẹ mà có không may mất sớm thì cái người con thì không được nuôi dưỡng, không được dạy dỗ thì là sẽ gặp nhiều cái việc chướng ngại. Thế rồi lớn lên là không được trở thành con người thánh thiện. Thế nhưng mà chúng ta biết tu dưỡng đạo đức thì biết tu dưỡng rèn luyện thì là chúng ta sẽ sống tốt đẹp. Thế thì cha mẹ đã quá cố thì cũng rất là phấn khởi, cũng rất là mừng là con mình đã trưởng thành, cháu mình đã trưởng thành. Thì đấy là chúng ta là đang là trả hiếu cho cha cho mẹ. Đấy, tức là ngoài cái việc thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ ngày giỗ ngày Tết rồi cầu siêu, thế còn những người còn sống, anh em bạn bè họ hàng người thân là những cái mùa Vu Lan báo hiếu này chúng ta quan tâm đến nhau. Ví dụ như là cha mẹ rồi là tuổi già mỗi ngày một yếu thì chúng ta chăm sóc miếng ăn giấc uống rồi giấc ngủ, thế rồi là mọi thứ sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là không làm cho cha mẹ đau, cha mẹ buồn. Thế rồi là sống hòa thuận và phải hướng cho cha mẹ biết đến chùa, biết đến niệm Phật để cầu siêu sinh tịnh độ. Thì đấy mới gọi là Vu Lan báo hiếu. Thế ngày xưa thì bây giờ mùa Vu Lan báo hiếu thì tổ chức là rất là các chùa là rất trang trọng và rất là đầm ấm, nó có cái thêm là cái lễ bông hồng cài áo đấy. Đấy, ở chùa chúng ta cũng đã tổ chức cũng đã nhiều mà các Phật tử cũng đã đi dự cũng đã nhiều. Đấy, bông hồng cài áo thì cũng xuất phát từ Hòa Thượng Nhất Hạnh là Thiền sư Việt Nam. Thế Ngài cũng sang bên Pháp, cũng đi du ngoại, thế rồi là cũng sang bên Nhật Bản. Thế là cũng thấy là bên đấy là có cái lễ hội rằm tháng 7 cài hoa cẩm chướng, cũng rất là ý nghĩa. Thế Ngài mới cũng được dự ở trong cái pháp hội đấy. Thế cái bông hoa cẩm chướng màu đỏ là dành cho những người mà còn mẹ còn cha đầy đủ, thế còn những người mà mất mẹ hoặc là mất cha thì được cài những bông hoa trắng. Thì đây là thể hiện cái sự tiếc nuối, sở cái hiện tượng yêu thương đong đầy. Thế cho nên là Ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh là cũng dùng cái bông hồng đấy để truyền tải, để làm cái bông hồng cài áo mà chúng ta ngày nay là có những cái lễ Vu Lan thì không thể thiếu bông hồng cài áo, mà đã là lễ bông hồng cài áo thì là lễ Vu Lan. Đấy, cho nên là nó có thêm cái lễ bông hồng cài áo rất là ý nghĩa. Đấy, ví dụ như là những người mà được cài bông hoa hồng thì là thể hiện như là lòng yêu thương, tình cảm của cha của mẹ còn đầy đủ như bông hồng hoa thắm. Thế còn ai đã mất cha mất mẹ thì cũng như là bông hồng trắng tinh khôi tinh khiết để tưởng nhớ, để vọng về đấy thì về cha về mẹ. Thế thì đây là không phải là chúng ta là chỉ có cha mẹ hiện tại mà chúng ta lại cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Để chúng ta tại sao lại có cái thân mạng này, là cha mẹ hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy nhưng mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thì không thể nhìn thấy được. Thế nhưng mà chúng ta mà có cái thân thể như thế này là ai cũng phải có dòng họ, ví dụ như là dòng họ Nguyễn là dòng họ cha, dòng họ Phạm là dòng họ mẹ, từ đấy mà truyền cho đến chúng ta là bao nhiêu thế hệ rồi. Đến bây giờ chúng ta không nhìn thấy tổ tiên đâu, nhưng mà chúng ta là có mặt ở đây thì là tổ tiên chúng ta nó cũng đang hiện ở đây. Thế nhưng là Đức Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng nói là con đâu cha mẹ đấy. Đây chúng ta có cái cơ thể này, có đôi bàn tay này, đây là tay của cha của mẹ này, nhưng mà của cha của mẹ đây lại là của ông của bà, của cụ của kỵ, của tổ tiên truyền lại rất nhiều đời mới truyền lại cho chúng ta ở đây. Thế cho nên là tổ tiên của chúng ta cũng ở đây và
chúng ta được thừa hưởng cái cơ thể này thì chúng ta cũng phải gọi là làm sao để cho cái giữ gìn cái cơ thể của chúng ta cho được tốt đẹp, thế rồi là được khỏe mạnh, thế rồi là đặc biệt là chúng ta là không có hủy hoại bằng những cái chất cấm, ví dụ như là thuốc lá này, rượu này, bia này, thế rồi là bây giờ là cả heroin, rồi là bạch phiến, rồi là thuốc lắc. Đấy, đấy, cái đấy nó tàn phá cơ thể của cha, của mẹ, của chúng ta là nhiều lắm. Ví dụ như là người uống rượu, uống rất là nhiều rượu thì là gan, rồi là tim, rồi là phổi, dạ dày, nó sẽ đau. Thế rồi là nó sẽ bị sưng, rồi nó sẽ bị sơ gan. Thế rồi là người hút thuốc cũng thế thôi. Thế rồi là đặc biệt là cái giới trẻ bây giờ là cứ hay hút thuốc lắc hoặc là những cái mà gọi là thuốc phiện, người ta gọi là thuốc phiện đấy. Thế thì nó phá cơ thể nhanh lắm. Ví dụ thanh niên lúc nào có thuốc thì rất là khỏe mạnh, mà không có thuốc thì chỉ vài năm nó đã trở thành con người tàn tạ rồi. Đấy, cho nên là chúng ta nhớ là chúng ta nuôi dạy con cháu làm sao phải tránh xa những cái mà tệ nạn xã hội và những cái chất kích thích mà nó phá vỡ như vậy thì là chúng ta phải nên tránh thì chúng ta mới giữ được cái mạng sống lâu dài. Thế còn bây giờ ai cũng muốn trường thọ, ai cũng muốn không bệnh tật, ai cũng muốn sống lâu dài cùng với con, cùng với cháu. Thế nhưng mà thuốc thì cứ uống, cứ hút, rượu thì cứ uống, thế rồi là ma túy tổng hợp cứ dùng. Thế thì làm sao mà có thể khỏe mạnh mà giữ gìn được cơ thể của cha, của mẹ, của tổ, của tiên để trao cho chúng ta được. Thế chúng ta phải nhớ được thế, sống được. Đức Phật nói là được làm thân người đã là khó lắm, được biết đến Phật Pháp lại càng khó hơn. Và ngày nay chúng ta đã được thân người, được khỏe mạnh thế này, được gặp Phật Pháp thế này mà lại biết để tránh xa những cái chất kích thích rồi những cái tệ nạn xã hội ra thì chúng ta mới khỏe mạnh, mới trường thọ được, chứ không có là chúng ta là cũng chết yểu. Mà chúng ta thì muốn báo hiếu cho công ơn cho cha cho mẹ thì là chúng ta là phải có cơ thể khỏe mạnh, rồi là có tinh thần, rồi là có công ăn việc làm thì chúng ta mới báo hiếu được. Đấy, chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều những trường hợp có người con, người ông, người bà hoặc người cha mẹ có những người con thanh niên nam giới đấy, 30 tuổi, 20 tuổi mà đã nghiện ngập. Thế thì là một thời gian là sẽ bị ốm, thế rồi là chết. Thế thì người cha người mẹ sống ở trên đời rất là buồn. Đấy, lá vàng thì hẳn còn trên cây mà lá xanh đã rụng rồi. Thế cho nên là chúng ta mà muốn trả hiếu được cho cha cho mẹ hiện tại và tương lai thì chúng ta phải cố gắng làm sao học theo lời Phật dạy, rồi tu dưỡng đạo đức, rồi ăn hiền ở lành, làm sao để cho nó điều độ thì chúng ta mới trở thành một người tốt, mới là trở thành người con có hiếu được. Thế còn nếu mà chúng ta cứ bảo là có hiếu đấy nhưng mà về nhà rồi là có nhiều cái việc nói mà cha mẹ cãi lại cha mẹ, thế rồi cha mẹ nói thì không nghe, thế rồi nhiều người coi là rơi vào những cái việc trộm cắp, thế rồi là tù tội, thế rồi là giết cha giết mẹ, thì cái việc đấy là rất nhiều. Chúng ta phải nhớ là chúng ta giữ được chữ hiếu là chúng ta trả được công ơn của cha mẹ. Đấy, như là ở trong Phật giáo có nói là có 5 cái tội nặng nhất. Thứ nhất là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán và làm Phật chảy máu và phá hủy Phật tăng. Đấy, giết làm Phật chảy máu thì là cũng đã là tội rất nặng rồi. Nhưng cái tội giết cha, giết mẹ là cái tội nặng hơn. Thế nhưng mà những cái bạn trẻ mà rơi vào những con đường nghiện ngập hoặc là túng thiếu hoặc là làm sao mà lại coi là về nhà lại coi là nửa tiền của cha của mẹ, rồi bán đất bán cát, thế rồi là chiếm đoạt nhà cửa đất cát của cha mẹ, đấy thì làm sao mà trả hiếu được. Thì đấy là phạm vào ngũ nghịch. Ngũ nghịch là 5 cái tội rất là nặng. Đấy, chúng ta nhớ như thế thì chúng ta là biết để chúng ta nuôi dạy con bản thân của chúng ta để sống được tốt, để trở thành người con báo hiếu. Và cái thứ hai nữa là chúng ta báo hiếu cho
tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Đấy để chúng ta mới gọi là thực hiện theo cái lời dạy của Phật, là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu mà chúng ta không thực hiện được như thế, chúng ta nói vu lan, đi dự rất nhiều pháp hội, thế rồi là chúng ta thực hiện cầu an, cầu siêu. Thế nhưng mà những cái công việc hàng ngày, báo hiếu đối với tổ tiên, đối với lại mọi người, ông bà, cha mẹ còn sống mà chúng ta không phụng dưỡng đến nơi đến chốn thì là chỉ là lý thuyết thôi. Đấy, chúng ta cố gắng là thực hiện như thế. Thế thì nhân cái mùa vu lan pháp hội năm nay thì là cũng có gia đình trai chủ là cũng nhớ về công đức của ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thì là cũng mở cái hội pháp hội coi là kỳ an và cầu siêu, đặc biệt là có giải oan cất kết. Đấy, Đức Phật cũng nói là ở trong cái quyển Nương Hoàng Sám đấy, Nương Hoàng Bảo Sám, là cái tội lỗi của người người con đối với người mọi người trong gia đình đấy, là nó gần gũi nhau, cho nên là nhiều khi là cũng thuận thì là nó sinh ra nhiều công đức, nhưng mà nó trái nghịch nhau, trái ý nghịch lòng, thế cho nên là nó sinh ra oán thận, oán thán kéo dài. Đấy, cũng như là những người con mà đi xa lâu lâu mới về một lần thì rất là quý, nhưng mà những người con ở ngay bên cạnh mà lại coi là không báo hiếu cha mẹ, mà lại coi là hát hủi cha mẹ, thì cha mẹ này rất là sinh ra phẫn uất, thế cho nên là nó mới kết oán kéo thù kéo dài như thế, đời nội nhiều kiếp. Thế còn hơn nữa là chúng ta lại là sát sinh rất nhiều đấy, từ bé đến lớn mà chúng ta đã sát sinh rồi, là có cái thân mạng này lớn được thành hình thành vóc này, là cũng nhờ rất nhiều sinh mạng của chúng sinh để nuôi lớn cái thân của chúng ta. Thế thì bây giờ là chúng ta là có những cái đàn lễ như này để chúng ta cúng Phật để cầu siêu, thế rồi là cầu giải oan cắt kết, rồi là đối với cái oan gia trái chủ là cầu cho là nhờ cái đàn kết này mà coi là được giải oan cắt kết, không còn oán thận đến nhau. Thế Đức Phật cũng nói là hận thù mà lấy hận thù thì hận thù kéo dài, mà lấy từ bi mà để xóa bỏ hận thù thì đấy là định luật ngàn thu. Thế cho nên là cái đàn giải oan cắt kết của gia đình ở đây là rất là quan trọng đấy. Ngày mai là cúng chính, thế rồi là giải oan cắt kết, mà đặc biệt là có những cái thời tụng kinh để cầu siêu, thế rồi là để coi là giải oan cắt đoạn. Đấy thì đấy là cái pháp hội này thì là một gia đình làm thì là rất là nặng, rất là lớn, thế cho nên là phải nhiều người làm, nhiều người để coi là chung tay cùng vào. Thế rồi cũng các Phật tử đến đây cũng đến để trợ duyên, cùng với chư tăng đến trợ duyên tụng kinh để hồi hướng để cho gia đình tín chủ cũng được cát bảo bình an. Đấy, cũng như là tôi vừa nói đấy, một cái tảng đá nặng mà một người thì không thể nhấc được, thế nhưng mà nhiều người ghé tay vào thì mới nhấc được. Cho nên là cái pháp hội ngày nay và ngày mai của gia đình thì cũng là trước hết là nhờ thần lực của chư Phật ở đây, thế chư tăng, thế rồi là các Phật tử ở đây và các Phật tử ở thập phương, cũng như là gia đình tín chủ đồng tâm nhất tâm. Gia đình tín chủ thì thành tâm và lễ nghi thì trang nghiêm, thế còn mọi người đến là nhất tâm để niệm Phật, thế rồi là để cầu tụng kinh, thế rồi cầu an cầu siêu để làm sao cho gia đình tín chủ cũng được cát bảo bình an và cũng được như là âm siêu dương thịnh theo cái ý nguyện của gia đình. Thì đấy là pháp hội ngày hôm nay và ngày mai là tổ chức là hôm nay mới là bắt đầu thôi, còn ngày mai là ngày chính, thế cho nên là gia đình là phải coi là giữ được cái tâm là nó bình an. Thế rồi đặc biệt là phải tránh nhiều cái sát sinh ra, phóng sinh rất nhiều vào, phóng sinh là mua những nhiều loại những con vật ấy để phóng sinh, để bù vào những cái việc mà mình đã sát hại rồi, hoặc tổ tiên ông bà của chúng ta đã sát hại từ nhiều đời nhiều trước, hoặc là chúng ta để lấy cái công đức này để coi là chuộc mạng, để làm sao mà cho trong cái xấu mà chuyển về cái tốt, mà trong cái
chư vãng sinh mà cầu nguyện về cái vãng sinh. Đấy, đấy là cái pháp hội ngày nay và ngày mai sẽ làm và sẽ đang làm. Thì cũng căn dặn gia đình là như vậy, và cũng căn dặn là các Phật tử cùng với lại nhà chùa, cùng với lại Phật tử làm sao mà tổ chức cái đàn lễ cho gia đình tín chủ cũng được trang nghiêm, mà đặc biệt là cái phần âm được siêu sinh tịnh độ, mà phần dương thì được cát bảo bình an. Thì đấy là cũng là cái lễ chung, mong muốn chung của gia đình và cũng mong muốn chung của toàn thể các Phật tử ở đây. Thì cũng mong là các Phật tử là cố gắng chúng ta thực hiện được như thế và chúng ta duy trì được như thế. Và sau khi là cái pháp hội này là chúng ta dừng lại, thì là ở chùa hôm nay bắt đầu là mùng 1 cho đến hôm rằm vẫn tiếp tục là tụng kinh vu lan, rồi là cầu siêu cho đến cái đàn cầu siêu cho đến ngày rằm, ngày rằm của tháng 7 cho đến hết ngày tháng 7 là đều là cái mùa của vu lan, rồi là cầu siêu cho các chân linh ở trong tất cả xã và tất cả các thập phương ở đây. Thế cho nên là chúng ta là cố gắng là hôm nay là cái ngày mùng 1 là ngày đầu tiên và cũng là cái ngày khai đàn để làm cái pháp hội của mùa vu lan báo hiếu nói chung và cái đại lễ giải oan cắt kết của gia chủ nói riêng. Đấy thì là các Phật tử thì cố gắng là duy trì như vậy cho từ nay cho đến hôm rằm, cho đến hết rằm tháng 7, để làm sao mà chúng ta có những buổi tụng kinh cầu nguyện, thế rồi là cúng bái, để làm sao mà thấu được mấy này cái công đức đấy, trang nghiêm, để làm sao cho chuyển được tâm, chuyển được những cái phần âm chưa được siêu sinh tịnh độ của các gia đình cũng được siêu sinh tịnh độ. Thì đấy là cái tốt, cái quý nhất. Và đặc biệt là chúng ta thì đất nước của chúng ta đã vừa trải qua cái việc quốc tang của Tổng Bí Thư. Đấy thì Tổng Bí Thư là cũng có là cái người gọi là cũng một đời vì nước, vì non, thế rồi là vì toàn thể nhân dân. Thế cho nên là nhân cái mùa vu lan báo hiếu này thì cũng hồi hướng về những vị anh hùng giải phóng dân tộc như Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế rồi các vị lãnh đạo quốc gia, đặc biệt là Tổng Bí Thư là mới mất, thế rồi là những anh hùng liệt sĩ, là những chân linh, đồng bào tử nạn, bà con đã trải qua các cuộc chiến tranh, cũng có người thì đã tìm thấy phần mộ, cũng có người còn đang mất mộ, thế rồi là hôm nay và ngày này thì cũng thỉnh về chùa để chúng ta làm lễ cầu an cúng Phật và để cầu siêu hồi hướng cho tất cả tứ ân tổng báo tam giới chúng sinh cũng đều là tròn thành phần đạo. Thế thì hôm nay thì cái phần chia sẻ đôi điều thì cũng có đôi điều như thế để chia sẻ các Phật tử tại đây để chúng ta biết cái pháp hội vu lan bồn và cái ý nghĩa ngày làm lễ vu lan và cái ý nghĩa của đàn giải oan cắt kết này là để coi là giải oan cắt kết oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp để cho chúng ta được bình an, cát bảo bình an, mọi sự bình an. Thế chúng ta cố gắng cùng với nhà chùa để làm cái khóa lễ này cho được tốt đẹp. Thì đấy cũng là cái công đức để coi là hồi hướng cho pháp giới chúng sinh đều được chọn thành Phật đạo. Thế thì trước khi ngừng lời cũng chúc toàn thể các Phật tử vào đây và gia đình thiến chủ đại lễ của hôm nay và ngày mai cũng luôn luôn được cát bảo bình an và cũng sống trong ánh hào quang của Đức Phật và cũng được Đức Phật cũng chiếu tâm để làm sao cho cái phần âm của các cụ cũng được siêu sinh tịnh độ và mọi người được ở trong pháp hội hôm nay cũng được cát bảo bình an. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin ra toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy chắp tay dâng lời tác bạch thí cho vừa rồi cha chủ chúng con cũng như các Phật tử đã được trên thượng tọa từ bi ban bố những lời pháp nhũ chỉ dạy sách tiến cho
chúng con để hiểu hơn về ý nghĩa của mùa Vu Lan và những việc làm công đức làm lợi ích cho báo hiếu cho tổ tiên Phần Âm và Dương Quyến được cát bảo bình an. Giờ này gia đình đại diện tín chủ họ Lê cũng không biết nói gì hơn để cảm tạ trên công đức của Thượng Tọa dĩ thủ vi lễ ra đê đầu đỉnh lễ có chút tịnh tài lễ vật dâng cúng Thượng Tọa nhân mùa Vu Lan báo hiếu để nguyện đem công đức này hồi hướng cho tổ tiên nội ngoại được siêu sinh tịnh cảnh, Dương Quyến được cát bảo bình an. Kính bạch trên Thượng Tọa từ bi hoan hỷ chứng minh hứa khả ai nạp cho cha chủ chúng con được ân chiêm công đức ạ. A Di Đà Phật, vừa rồi thì đại đức cũng đã thay mạch gia đình để gọi là công tác bạch công việc của gia đình tiến chủ, thì cũng về cái phần nghi lễ, thế rồi là từ nay đến ngày mai thì chúng tôi cũng không ở được ở đây, thì là cũng giao cho đại đức Đạo Tâm ở đây cùng với lại các Phật tử cùng với lại ban nghi lễ cung văn làm nghi lễ cho gia đình cho được tốt đẹp. A Di Đà Phật, xin cảm ơn gia đình nhé. Và thế mời các Phật tử chúng ta hồi hướng. Nguyện di thở công đức pha cẩm ơ nhà thiên nga đàng giữ chung sinh giai cộng thành Phật đạo. A Di Đà Phật.